đi cháu. Không, cháu có trà sữa rồi. Vừa có cả sữa, vừa có cả trân châu. Ba uống trà sữa không? Già rồi uống gì với cái đồ này? Đâu có thể chứ mà. Ngon lắm phết nhở. Nó không phải trân châu đâu nhỉ. Kẹo mút đi. Kẹo mút phiên bản giới hạn đi. Cho tôi cái kẹo mút. Cho tôi cái kẹo mút. Bà là người thấy trước. Kẹo mút là để trẻ con ăn. Bà ăn làm gì? Bà mua cho cháu mà. Chứ bà không ăn. Còn cháu, cháu mua cho bà cháu ăn. Cháu, của cháu, của bà. Của cháu, của bà. Của cháu, của bà. Của cháu, của cháu. Của cháu, của cháu. Cháu có kẹo mút. Ơ thằng cháu, cho bà ấy kẹo mút đi. Cho tôi, cho tôi. Cho bà. Cho tôi. Thế thì muốn ăn thì phải vẽ. Vòng đầu tiên kẹo mút. Thời gian bắt đầu. Trong thời gian này ai mà không vẽ xong cái kẹo mút thì kênh kẹo mút này thường về cháu nha. Được gì, kẹo mút này bà nhắm mắt là vẽ được các cháu ạ. Không có gì là khó được bà. Bà thấy chưa, do ăn ở tốt đấy các cháu nên bà mới chọn được hai tay. Sao mở đầu mà đen đủi thế các bạn ơi. Ôi ôi, đây giờ làm gì rồi? Hết giờ. Xong. Xong. Hả? Bà là người chiến thắng. Ôi trời ơi, cái cháu ấy cái kẹo mút là bà mong mãi mới có các cháu ạ. Ai ngọt quá. Nhưng mà nó vẫn thiếu một cái vị gì đấy các cháu ạ. Bà biết rồi, vị vàng đấy các cháu ơi. Kẹo mút giáp vàng các cháu ơi. Vòng 2. Hamburger. Thời gian bắt đầu. Khoai tây chiên. Uầy, ngon thế. Ui, khoai tây chiên. Ui, mình thích ăn khoai tây chiên quá. Ui, không được. Mình mà ăn thì lấy cái gì mà vẽ. Mình mà thắng vòng này, mình đừng có ăn được cả khoai tây chiên. Vẫn được cả hamburger. Xếp nguyên khoai tây chiên thì không có gì đặc biệt cả, không tạo được điểm nhấn. Mình phải làm cái gì đấy cho đặc biệt mới được. Đây rồi các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ làm hình chiếc bánh nha. Bây giờ mình chỉ việc xếp khoai tây vào thôi. Không được dùng tay cơ mà. Không có gì làm khó được mình cả. Sống gần nay tuổi tới cơ mà. Mấy cái trò vẽ này có cái gì đâu. Ngon quá. Bỏ nước vào chuồng cho xin đi Mỹ. Ngon đấy. Tạm biệt. Bây giờ mình
mình sẽ xếp khoai tây lên. Ra xong. Ôi. Yeah, mình đã xong rồi các bạn ơi. Anh độc nát là người chiến thắng. Yeah, hát lớp của mình. Yeah, yeah, hát vơ trong mơ của mình. Ngon quá các bạn ơi. Mình chưa bao giờ ăn được một cái hát mơ ngon như thế này. Đã hát không? Hát, hai tay. Hả? Mình cũng hai tay. Vòng thứ 3, bánh kem sô cô la. Wow, wow, bánh kem. Bánh kem. Thời gian bắt đầu. Do ăn ở tốt nên bà trúng được hai tay các cháu ơi. Làm gì như ai kia, hai tay nhưng mà hai tay em bé. Màu nâu. Bánh kem sô-cô-la là bánh kem yêu thích của bà đấy. Có cháu nào thích ăn bánh sô-cô-la giống bà không? Hãy comment xuống dưới cho bà biết với nha. Xong rồi các cháu ơi. Có khó khăn thì mới thành công các bạn. Mấy cái này không nào khó được mình đâu các bạn ạ. Ui. Mấy kiểu này khó quá các bạn ơi. Ui giời ơi. Cái bàn tay con bé này. Ui. Cuối cùng cũng xong. Mình chưa vẽ được một bức tranh nào như có khó khăn như này các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn không khó khăn bằng cuộc đời mình các bạn ạ. Hết giờ. Đẹp đấy. 3 là người chiến thắng. Mình kia. Trông ngon hơn rồi đấy các cháu ơi. Vòng thứ tư, súp lơ. Sao lại rau súp lơ? Đang toàn món ngon, nhưng có rau làm gì hả? Bà chả bảo cháu ăn rau nhiều thì mới tốt làm gì? Không nói nhiều nữa, thời gian bắt đầu. Vẽ thì vẽ. What? What is that? Xem nào, xem cây súp lơ này sẽ thuộc về ai. Hết giờ. Cả hai đều là người chiến thắng.
Ơi, bà bây giờ chỉ ăn gà rán thôi, ai ăn rau đâu. Sô-cô-la, bà nghĩ cái gì trộn với sô-cô-la không sẽ ngọt. Bà mà cái gì ăn với sô-cô-la cũng sẽ ngon, kể cả rau nha các cháu. Nhưng mà các cháu đừng ăn theo bà, không sẽ bị đau bụng đấy. Ui, cái này mình chưa bao giờ ăn sống các bạn ạ. Nó sạn trong miệng đấy, chung kinh đấy. Cái này còn tệ hơn cả khoai lang sống của mình luôn. Ô, hai tay. Xem là món gì nào. Vòng cuối cùng, kẹo marshmallow. Kẹo gì mà vừa dài vừa ngon thế kia. Marshmallow. Ngon thế. Thời gian bắt đầu. Nãy giờ cứ vẽ hình bút mãi rồi. Wow. Phải vẽ trên này mới đúng chứ. Bà là người chiến thắng. Bà cứ tưởng kẹo marshmallow nó dài lắm, ai ngờ ngắn lắm các cháu ạ, ăn tí là hết rồi.